À, đem vào đây lấy cái bao mà đầu kính tươi như bữa trước nữa rồi mà ta mình đang đồ áp gà đấy các bạn. Rẻ lắm các bạn nhé, nhưng mà lại được 20 phút rồi đây. Vừa quay mà lại được 20 phút rồi đây. Sao nó rẻ đấy các bạn.